Ê, chết 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 rồi. Chết mẹ rồi. Bạn ơi bạn ơi, cá nó lôi cần mình ra ngoài luôn rồi. Chết mình rồi. Chết mình rồi, chết mình rồi. Trời ơi trời. Mình ổng đi. Mình ổng có ý có chút xíu mà nó lôi cần mình ra ngoài luôn rồi. Chết 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 rồi. Bạn ơi. Quay quay. Câu 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 vô lụm lụm. Từ 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 từ. Ơi. Mấy con cá to hơn mà nó ăn. Nó nghĩ gần câu mày. Còn cá mày. Còn. Các bạn xem nè. Các bạn thấy không? Cái cần câu 3H mà nó con cá phi nó nghĩ. Nó nghĩ mà nó chạy nó mà nó cong gì mình bo cho nó cong vậy đó. Đó các bạn ơi. Vô tới bờ, vô tới bờ, vô tới bờ. Trời ơi. Được rồi nha các bạn. Thôi. Phá phê các bạn ơi, trời ơi. Mình không có gắn dây bảo hiểm nha các bạn. Nên là mình câu hai cây cần câu chứ không ấy là nó chạy ra khỏi. Chạy ra giữa hồ là nó công lỗi rồi. Không chuyện nữa các bạn ơi, nó lôi cần mình đi nữa rồi. Ôi. Ê cầm cần câu giùm. Cá con. Đây. Trời ơi. Con cá cái bài lớn mà nó nghĩ con cẩu của mình. Thằng cá nha bạn. Trời, chết rồi. Gần đâu xong nữa rồi. Còn cá, hên quá. Hôm nay mình sẽ test cái bài mồi gan gà nha bạn. Gan gà tổng với cám bình câu cá cô phi nha bạn. Đây mình mới thằng bạn mình nó đi mua đồ ăn vậy bạn. Mình xin nó được cái gan nè bạn. Bây giờ mình bầm nhuyễn nha các bạn rồi mình bóp với cám nha. Ai mà có cối xay sinh tố thì các bạn xay cho nó mau nha bạn. Bầm càng nhuyễn càng tốt nha bạn. Nay mình sẽ test bài mồi này thử các bạn coi nó hiệu quả nha các bạn. Mình thấy anh em câu nhiều quá rồi. Các bạn mình bầm có chút xíu rồi nó mau nhuyễn đó các bạn ơi. Nhuyễn nhừ nè bạn. Đây. Là do mình test mồi nha bạn. Nên mình có xài có một cái gan các bạn ơi. Nếu mà thành công thì mình làm chừng 2-3 cái gan nó nhiều nó mới tanh nha bạn. Đây chủ yếu là mình làm thử rồi mình trộn chừng một nắm tay cám thôi. Mình câu thử rồi nha bạn. Rồi giờ mình bỏ bọc mình đi câu nha. Rồi chào các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi câu cá rô phi hồ cũ nha các bạn. Nay mình đi test cần câu nha các bạn. Với bài mồi cám. Cám mình là pha với gan nha các bạn. Gan gà nha các bạn. Nay mình đi test cái này đây bạn. Mình mới lấy về luôn. Cây GoFit 5m4 nha các bạn. Cây này có 3H thôi nha các bạn ơi. 3H. Cái này đánh cảnh giác nha bạn, một cái nhất tỉnh là một cái gửi quay đầu nha bạn. Tại cá chừng 3-4kg nha các bạn ơi. 3-4kg, 26kg gì mình cũng không gành nữa. Giá của nó như là có 106 hay 108 gì cho 5m4 nha các bạn. Rồi giờ mình làm tục rồi mình ra cần nha bạn, coi thử hôm nay có túng bạn. Đây cái mồi cám gà con của mình nha. Này mình đã tổ mình đã xả mồi nha bạn. Đây mình cũng kiếm được một mớ tùng nữa nha bạn. Giờ mình sẽ tộn cám bình với bịch gan đâu rồi. Với một cái bịch gan mình bầm hồi mơi nè các bạn. Thôi các bạn, hiện tại mình đã vô hẻo rồi xong rồi nha các bạn. Mình đi cây phao đêm nha các bạn. Ba tải chì 3g nha các bạn. Phao đêm câu lẫn phao ngày luôn tải chì 3g. Mình đi tục 0.6. 0.6 hẻo 0.4 nha các bạn. Chì lá. Bây giờ mình móc tùng mình thả xuống tước nha bạn. Và mình sẽ bóp cám với gan sau nha bạn. Rồi giờ mình tổng cám nha bạn. Đây là cám bình mình câu còn một miếng này nè. Giờ mình tổng nha. Rồi một miếng vậy thôi. Đủ câu tép mồi được nha các bạn. Tại đây người ta mới kéo lưới á. Nó nhát lắm các bạn ơi. Cá giờ nó ăn khôn lắm. Đa số là nó ăn tùng nhiều mạnh nè các bạn. Bây giờ mình khoay cắm tâm thêm nha các bạn.
rồi giờ mình đổ cái bịch gan bầm của mình vô nữa là xong, trộn lên là xong các bạn. Đây cái bịch gan của mình đây, kiến nó bù luôn các bạn ơi. Là mình trộn đều lên cám bình với cám tanh cho đều lên cái nè ha các bạn. Rồi các bạn, giờ mình đổ cái bịch gan của mình nha. Do hồi nãy mình khó đổ được cái bọc á, mình chế có chút xíu nước các bạn ở nhà bạn, nên nó có nước trà chắc tanh lắm các bạn. Bây giờ mình trộn lên nha. Rồi, lần đầu tiên mình đánh cái màu này luôn á, mong là sẽ ok chia sẻ cho các bạn. Quá là tanh các bạn ơi. Nếu mà các bạn đánh này thì mua loại cám tanh của Cám Bình á, hoặc là nguyên khoi mà loại tanh thì đánh ok nha bạn. Mình đây mình không có mua lâu rồi, mình đi câu mình còn mấy cám cụ mình câu hết rồi nha các bạn. Rồi giờ mình thêm chút xíu nước nha, rồi để cho cám nở rồi nha bạn, rồi mình móc mình câu thử nha bạn. Rồi xong nha các bạn. Đây mình trộn được cục cám thế này các bạn, nắm tay mình. Rồi thử hôm nay mình câu một nắm cám này sẽ được bao nhiêu cá nha các bạn. Kết quả như thế nào nha các bạn. Hy vọng cá này sẽ ăn nha các bạn. Bầu cá bạn ơi. Bạn mình nó lên được con nha các bạn, không kịp quay luôn. Các bạn ơi. Mình ra luôn cây bạch hồng của mình luôn nha các bạn. Cây này 6H các bạn, mấy clip trước là mình đã quay rồi nha các bạn. Rồi giờ mình xuống luôn nha, cũng ngồi tùng nha các bạn. Để coi hai cây nào lên cá trước các bạn. Ca ghẻ cần mới mình nha các bạn. Cá nó mới ghẻ phao luôn mà mình giật không kịp. Thấy coi nó còn ăn không. Dính các bạn ơi. Lên. Con đầu tiên của cái cây mình nha. Trời ơi trời. Nó dẻ quá, lên cá không có được. Bạn ơi nó dẻo quá trời luôn mà lên con cá nó buông. Nó lên không nổi nữa các bạn ơi. Chết rồi. Con cá bài lớn mà cần câu mình nó cong luôn các bạn. Rồi con đầu tiên bự nha các bạn. Rồi. Yeah. Hai lưỡi luôn, một lưỡi vào miệng, lưỡi vào lưng luôn. Đây là con đầu tiên của cái cây cần GoFit mình nè. Khá là bự nha các bạn. Đây. Bàn tay mình đây. Có nhớt rồi nha các bạn. Quá rồi, đậu 3H mà quá là dẻo các bạn ơi. Gặp mình mua 5m4 nó dài quá, trời ơi nó không có cứng các bạn. Trời ơi, gị nó cong ngọn các bạn, cảm giác sướng thật các bạn. Câu con phi 3H sướng, câu sướng hơn cây sát các bạn. Nhưng mà đều cây này đấu đánh tốc độ thì hơi không ngon bằng nha các bạn. Ý, cái bạch hồng mình lên cá các bạn ơi. Ú, bự. Bự không khô cái con hồi nãy của mình nha. Nó ăn gị mất tiêu cái phao luôn rồi, mình bấm điện thoại mở lên thì nó gị lúc luôn rồi. Đây, bạn mình cũng lên con luôn. Rồi tự gỡ đi. Cá này này à, người ta cái lưới nó ăn chậm rồi các bạn ơi. Mà đều sao ăn cá cũng to to không nha các bạn. Cá hồ này thì không có lớn các bạn, con chừng tầm nửa ký à. Bốn ngón năm ngón tay mà nó ú nu à. Nay trời cũng không đẹp hung các bạn ơi. Không có nắng các bạn. Rồi giờ mình sẽ bóp cục cám cho bạn mình câu thử nha. Rồi,
do mình đang câu tùng sẵn các bạn mà chưa hết mồi bạn. Để mình câu hết tùng rồi mình bóp cám nha bạn. Để cho chút xíu nữa cám nó nở nha bạn. Chết rồi. Chết mẹ rồi. Bạn ơi, cá nó lôi cần mình ra ngoài luôn rồi. Chết mình rồi. Trời ơi trời. Mình không để ý có chút xíu mà nó lôi cần mình ra ngoài luôn rồi. Chết rồi. Trời ơi. Quay. Câu vô lụm. Từ. Ơi. Mấy con cá to hơn mà nó ăn. Nó nghĩ cần câu mà. Còn cá rồi. Còn. Các bạn xem nè. Các bạn thấy không? Cái cần câu 3H mà nó con cá phi nó nghĩ. Nó nghĩ mà nó chạy nó mà nó cong vậy mình bo cho nó cong vậy đó. Đó các bạn ơi. Vô tới bờ. Trời ơi. Được rồi nha các bạn. Ôi. Quá phê các bạn ơi, trời ơi. Mình không có gắn dây bảo hiểm nha các bạn. Nên là mình câu hai cây cần câu chứ không ấy là nó chạy ra giữa hồ rồi mới công lỗi rồi. Được rồi em to nha các bạn. Quá sướng các bạn ơi. Cái vậy mà nó tụt lút cái cần câu mình luôn. Rồi mình gửi cá xuống cần tiếp nha các bạn. Rồi giờ mình câu một lưỡi cá một lưỡi tùng nha các bạn. Thử coi nó ăn cái nào rồi. Nãy giờ ý. Thôi hết rồi. Mình đang bóp mồi cần mới của mình nha các bạn. Nó ăn cái cần bạch hồng các bạn. Rồi con này cũng được. Bo bằng chết. Ăn tùng nha bạn. Cá đây làm như người ta câu cám người ta bị bể hay sao á. Mà giờ mình quánh một lưỡi cần tùng cần cám nha bạn. Rồi mình xuống cây này luôn. Nay trời không nắng hung không ngon các bạn. Ở đây hồ này ở đây trời nắng. Là nắng và gió nó mới ăn nha các bạn. Nắng và gió vừa nó mới ăn. Ê. Mày ăn bạch hồng hả mày? Ôi sể rồi. Bạch hồng đang ăn nha các bạn. Phao bạch hồng nó mới gị xuống nè các bạn. Cá này nó giờ nó nhát các bạn ơi, mà nó ăn chậm nữa các bạn. Tại mới kéo lưới đây cách này có 2-3 ngày các bạn ơi. Nó. Lúc phao luôn. Rồi. Phao nó mới ghẻ nha bạn. Do mình ngồi hơi ngược gió nha các bạn. Với chá nắng quá bạn thấy phao các bạn. Do camera mình kém quá mình không có zoom. Với mình không có thời gian mình chỉnh sửa clip là zoom phao gần cho bạn xem được nha, các bạn thông cảm nha. Sau này mình sẽ đầu tư hơn bạn. Mình cá các bạn ơi. Ôi. Bự nha các bạn. Ủa nó chạy như điên vậy trời. Wow, con này to nha. Uốn câu mà nãy giờ mình sảy ba con lần rồi các bạn. Mình lo bấm điện thoại mình lướt TikTok mà. Đây. Wow, quá sướng.
Bạch hồng có tín hiệu thôi nha các bạn. Mới ghẻ mới ghẻ. Lên cá các bạn ơi. Mình bị bào hết mấy cây cần câu các bạn ơi. Ông anh mình mới lên lấy mình mấy hai cần câu rồi. Bào mồi rồi tùm lum hết rồi. Ê. Mày. Kéo mày. Mày heo bưởi. Mày heo bưởi. Vô em. Vô em. Quá sướng các bạn ơi. Wow, con này nó mập không nội ơi. Mập lu luôn các bạn. Trời, chết rồi. Gần gâu xong nữa rồi. Còn cá, hên quá. Hà bưởi. Kéo con câu anh chạy xuống nước ha. Kéo lên. Kéo lên từ từ nào nổi thôi. Mày hả bưởi. Cũng to nha các bạn. Chút nữa lụm cần này. Em. Không. Nổi phao luôn giật nhích. Công chuyện nữa các bạn ơi, nó lôi cần mình đi nữa rồi. Ôi. Ê cầm cần câu giùm. Cá con, cá con, cá con, cá con, cá con. Ú. Rồi. Trời ơi. Con cá có bài lớn mà nó gỉ cần câu của mình. Lên cá nha các bạn. Cha. Không để ý chút xíu là nó giật cái nè. Ăn cái đã chạy luôn à. Quá đã các bạn ơi. Bóp phê, bóp phê, bóp phê. Đây là chút xíu à. Á, à, câu cần câu yếu này chắc mua cái vợt quá. Ôi trời trời à. Sao con gái vô trời. Trời. Được. Ơi. Khổ quá. Lại kéo cá vậy cũng được. Á là vậy cái ót liền. Cái dùng rồi. Chắc. Còn yếu quá. Lên cá bạn ơi. Lên cá nha. Nó nãy gỡ cần mấy lần rồi. Mình chơi mình lấy con cước nè. Cột cái mani vô móc luôn. Mày hết. Hết chạy cần nha. Con này to nha các bạn. Cá chạm ăn quá. Con chú cũng dằn lưới kìa các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Chú không nhận lưới, không lội, không gỡ đó. Rồi cái kết các bạn ơi. Như này chắc được 5-6 kg các bạn ơi. Này người ta mới dằn lưới các bạn ơi. Này cá nó nhát quá, nó không ăn các bạn. Hay là thời tiết sao hôm nay nó không ăn. Mà nay được túng cái cá bự bự không nha các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.